Trong video này bên Huấn Audio, mình về một siêu phẩm của họ nhà tép kèn đời mới hiện nay, đó là DE900. DE900 này anh em biết là con này là một con cho cái tiếng rất là tốt rồi, rất là tốt này. Được anh em mình chơi sự kiện đã yêu quý cái dòng này ở một cái ngưỡng của nó là khác biệt so với phiên bản mà Neomi cùng chủng loại anh em nhé. Đấy, khác biệt nó, mà hiện nay thì giá nó không quá đắt như là trước nữa. Là trước anh em phải mua cái dòng này tới 3 triệu anh em nhé, một đôi nhé. Nhưng hiện nay đây này, bên mình đang bán ra giá chỉ có là gì? 2.200.000 đồng một đôi bán lẻ nhá. Anh em mình về số lượng anh em này. Về số lượng để quý vị các bạn có thể sở hữu nó một cách dễ dàng. Anh em để thấy đây. Và khi anh em mình mua lẻ một đôi thì mình công khai luôn là 2.200.000 anh em nhé, tặng kèm tụ trở ốc vít. Còn anh em mua 10 đôi sẽ giá chỉ có là 18 triệu thôi. Và anh em mình cộng thêm tiền ship nữa, chắc mất tầm 10 đôi này chắc mất tầm khoảng 200 tiền ship nữa thôi anh em nhé. Tầm 18.200.000 là được 10 đôi rồi. Đó. Anh em thấy độ đẹp của nó nhé. Côn đương nhiên là cái côn này là côn titan rồi. Và côn titan. Và cái phiên bản này anh em mình mua sản phẩm của bên mình thì yên tâm nhé. Cái côn này mình cũng cung cấp luôn. Bởi vì cái côn này nó tai nó rộng hơn cái côn khác nhá. Anh em hiểu điều đó. Ở trên thị trường thì cái côn titan 74.5 này thì nó sẽ là được kéo này, nó chỉ có tầm 11.2 thôi, nhưng cái thằng DE900 này anh em biết là nó kéo nó phải lên từ 11.7, 11.8 này này. Đấy, anh em thấy không? Nó khác kiểu một tí nhá. Một cái điều anh em biết tại sao nó chất lượng, anh em thì xem cái kẹp từ của nó này. Đấy, khi mình mở ra nhá, cái kẹp từ này anh em thấy rất là dày dặn. Rất là dày dặn. Rất là dày dặn. Đẹp như này, rất là đẹp với quý vị nhá, rất là đẹp. Cả con ốc bắt vào cái kèn này anh em mình cũng tặng luôn. Cái công ty này là không cho nhưng mình sẽ tặng kèm luôn. Đó. Một cái nõi nhôm hoa mận này, tuyệt vời luôn. Anh em nào quan tâm điện thì mình qua số máy 0904612323 để mình tư vấn nhé. Và mình rất là hạnh được hợp tác với anh em thợ toàn quốc, chào anh em.